Rồi, tương tác để cho chứng tỏ là các em đang online á, nhiều bạn cứ đỡ đó rồi xong rồi có thể là chúng ta không tập trung á, nên thầy hay hỏi các em để các em online đó. Bánh trăm đâu ha? À, hôm sau thầy sẽ có câu hỏi bất ngờ. Các bạn có ngồi ở bên cạnh hay không? Nhiều khi các bạn cứ mở đó là đi đâu mất. Thôi mà nói chung là tinh thần tự giác thôi. À, bánh trăm dạ có rồi. Vậy nãy giờ bạn Minh Ngọc hỏi em đâu mất đi. À, bạn Minh Huy nói là trăm nãy giờ ít chat. Rồi, quay đi ha. Rồi chúng ta học bài 2 nha. Đây. Em thấy cái hình rùa và thỏ. Em biết câu chuyện rùa và thỏ không? Bạn nào biết? À, thầy thầy đang tắt cái cam. Mở cam lại. Huy, mày mở cái cam lại rồi, ok. Tiếp, anh Khải Trần biết. Bây giờ bạn này Xuân Phong kể câu chuyện rùa thỏ biết như thế nào, kể thầy nghe coi. Xuân Phong mà chúng ta nói nè, các bạn cùng nghe giọng của mình nè. Kể cái biết của mình về rùa với thỏ là sao đây? Rùa và thỏ đều là chuyển động. À, thì chạy đúng không? Thỏ kêu ngạo không nhớ thỏ kêu ngạo nên thua. À, Minh Ngọc đã nói ha, em Minh Ngọc nói đi, cái Xuân Phong phát biểu nè thôi hả. Rùa và thỏ đều chuyển động. À, chúng ta đã biết cuộc thi chạy với rùa và thỏ rồi, thì vì con thỏ nó chuyển động nhanh nhưng mà nó kiêu ngạo, nó chủ quan cho nên nó thua con rùa chuyển động chậm hơn, đúng không? Chuyển động chậm hơn. À, thì cái chuyển động nhanh và cái chuyển động chậm này á thì nó liên quan tới một cái từ khó mà các em sẽ được học trong bài hôm nay, đó là cái từ gì các em biết không? Từ khó gì mình sẽ học ở bài hôm nay? À, đó là từ vận tốc. Cho vận tốc. Vậy bạn này cho thầy biết, nếu em biết gì về vận tốc của rùa và vận tốc của thỏ thì vận tốc nào lớn hơn? Lớp 5 học rồi phải không? Đúng không? Vận tốc của thỏ. À, thỏ chạy nhanh hơn nên vận tốc của thỏ lớn hơn phải không? À, rồi ok, thỏ chạy nhanh hơn nên vận tốc của thỏ lớn hơn. Vậy thì vận tốc thì được tính bằng công thức nào? Rồi, đơn vị của vận tốc. Chưa? Thì chúng ta sẽ được biết ở trong bài học này, ở cái bài học này thầy biết là các em đã được học ở lớp 5 rồi, một số bạn học sinh giỏi còn học rất là cao siêu hơn nữa, tính rất là ghê ha. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một tí. À, bạn Khương trả lời đúng rồi với một SGT. Rồi, đơn vị đo. Ok, chúng ta sẽ qua bài ha. Rồi, rất tốt. Phần lý thuyết thầy sẽ đi nhanh để dành thời gian chúng ta làm bài tập nhiều nha. Đây. Bây giờ chúng ta dựa vào cái bảng này để biết ai chạy nhanh chạy chậm thì em hãy ghi cái xếp hạng của các bạn nè. Dựa vào đâu để chúng ta biết ai chạy nhanh hay chạy chậm? Giờ là quãng đường như nhau rồi đúng không? Quãng đường 60 mét như nhau. Vậy ở trong này thầy hỏi là bạn nào là chạy nhanh nhất? Nhất là ai? Hùng là một,
An Bình, Bình là 2, An 3, Cao 4, Việt 4, Cao 5, Cao cuối. Bạn Khương rất là lanh ha, bạn Khương nhanh tay quá ha, bạn Khương rất là giỏi, trả lời rất là nhanh. 1, Hùng, tại vì chạy cái 9 giây rồi, thời gian ít nhất, sau đó là Bình, An, Việt và Cao. Rồi, chúc mừng bạn Khương trả lời đúng ha. Hùng nè, Bình nè, An nè, Việt, Cao, rồi, rất giỏi. Hùng nhanh nhất. Bây giờ em hãy tính cho thầy quãng đường chạy trong 1 giây của các bạn này nè. Đầu tiên bạn An bao nhiêu? Tính sao? Quãng đường chạy trong 1 giây. Bạn An bao nhiêu? Sáu. Diệu Trân trả lời là 6 km/h. Ở đây là đơn vị là mét trên giây em. Mét trên giây. À, thành nhân 6 m/s. 6 đúng rồi. À, chúng ta là đây là 6, như vậy thì các em tính được các cái đơn vị như sau nè. À, số này dễ tính ha. À, như vậy thì trong cái này các em thấy cái quãng đường chạy trong 1 giây này nè. Nó có liên quan gì tới cái xếp hạng này không nè? Các em. Cái bạn thứ nhất á thì cái quãng đường chạy như thế nào? Trong 1 giây như thế nào? Lớn nhất. Nha. Cái bạn chạy chậm nhất thì cái quãng đường chạy trong 1 giây như thế nào là chậm nhất. Nghĩa là nếu cái quãng đường chạy trong 1 giây mà càng lớn thì các bạn nó chạy như thế nào thì càng nhanh. Đúng chưa? Quãng đường chạy trong 1 giây mà càng lớn thì các bạn chạy càng nhanh. Và cái quãng đường chạy trong 1 giây này người ta gọi đây là vận tốc. À, vận tốc của các bạn này. Như vậy thầy hỏi là vậy thì vận tốc của bạn An là bao nhiêu? Thì em sẽ trả lời là vận tốc của bạn An là 6 m/s. Đúng chưa? Vậy thì bạn Việt có vận tốc bao nhiêu? Là 5.71 m/s hoặc 6.66 m/s là vận tốc của bạn nào? Bạn nào các em? Của bạn số mấy? À, của bạn số 4, bạn Hùng. À, à của bạn Hùng là vận tốc này. Thì đây người ta gọi là vận tốc thôi nha, vận tốc. Nghĩa là qua cái bảng này các em biết được là khi mà chuyển động càng nhanh thì cái vận tốc nó càng lớn, đúng không? À. Thì vận tốc là gì? Chúng ta vào ha. Vậy anh nào trả lời cho thầy câu C3 này đi. Độ lớn của vận tốc cho biết cái gì của chuyển động và độ lớn vận tốc được tính bằng cái gì? Rồi. À, trả lời được, nhắn được câu trả lời nè. Sự nhanh chậm của chuyển động, độ lớn của vận tốc cho biết sự gì? Thành nhân trả lời là đơn vị đo độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh hoặc là chậm của chuyển động và độ lớn của vận tốc được tính bằng gì? À rồi rất nhiều bạn trả lời, nãy các bạn em trả lời 1 nhanh 2 chậm 3 quãng đường đi được 4 đơn vị thời gian, bạn Song Thư trả lời rất là rõ ràng. À, rất rõ ràng, 1 2 3 4 luôn. Khương nhanh chậm độ dài quãng đường đi được. Rồi ok, như vậy là 3 bạn này trả lời đúng hết nè ha. Rất là tốt, đáng khen 3 bạn này. Rồi, quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Được chưa? Thì cái này là cái độ lớn vận tốc. Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Và khi người ta hỏi vận tốc là gì thì em trả lời như vậy. Em trả lời độ lớn của vận tốc cho biết. Tại vì khi ta nói tới vận tốc ta còn có thể nói thêm cái phương của chuyển động nữa, cái hướng chuyển động nữa. Nhưng ở đây mình chỉ nói về cái độ lớn thôi. Và để gọi tắt cái độ lớn thì có thể nói là vận tốc thôi cũng được. À, độ lớn của vận tốc. Rồi các em ghi bài tí đây nè.
sơ 4 cây em. Rồi. À, hôm trước có một số bạn góp ý là thầy sẽ dành thời gian để ghi bài. À, thì thầy sẽ dành thời gian ghi bài, khi nào ghi xong thì các em nhắn cho thầy là xong xong rồi nha thầy, hoặc dạy xong hoặc là gì đó nha, thầy biết thầy qua tiếp. Bạn Khương có ghi bài không á, mình đừng có ghi xong rồi cho 5 phút chép bài luôn, mà thầy học cho 5 phút chép bài dữ dằn vậy thôi. Thì bài này thầy sẽ đưa lại trên bà trên YouTube, và thầy sẽ nhắn cái bản ghi trên nhóm lên Zalo luôn ha. Các em ghi sau cũng được. Mình gọi lên nha, ghi những gì cần ghi. Thì lên YouTube xem lại cũng được. Ok. Thì để chúng ta khỏi mất thời gian thì chúng ta có thể thầy sẽ nhắn cái bản ghi lại vào trong cái không cái chat thì không có quay được. Chat không quay nha, chỉ có giảng thầy thôi, thầy đọc cái lời chat lên thôi. Ok nha, bây giờ ta sẽ qua nha. Cái phần này các em có thể không ghi cũng được, không cần cái thứ quan trọng đâu. À, mình ta sẽ ghi sau, để mất khỏi mất thời gian. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một hai, đó là công thức tính vận tốc. Cái này thì là quan trọng đây các em. Công thức tính vận tốc là trong sách giáo khoa đã cho các em công thức này, ở lớp 5 các em đã học rồi, thì chúng ta chỉ ghi lại thôi. V bằng S chia T. V bằng S chia T. Thì trong đó S là quãng đường, V là vận tốc, còn T là thời gian. Đúng chưa? Đây là cái em cần ghi đây nè. Từ công thức này, bạn nào có thể suy ra cho thầy công thức tính quãng đường S bằng gì? Rồi công thức tính thời gian T bằng gì? Ok, rồi. T bằng V chia S. Tú và anh Khải cũng sai luôn rồi. T bằng V chia S được em. T bằng S chia V, Hải Hòa, đúng rồi. S chia V. Đây là suy ra T sẽ bằng S chia V. Yeah, từ S là quãng đường. Quãng đường thì các em nghĩ quãng đường nó rất là lớn, rất là lớn. Quãng đường nó rất là lớn, rất là to dài, cho nên nó chia ra nó nằm trên. À, còn vận tốc cái thời gian không có nghĩa lý gì hết với quãng đường hết. Ví dụ mình hiểu vậy, nhưng thật ra đây là công thức suy luận toán học thôi, đúng không? T sẽ bằng S chia V, và S thì rất là dễ rồi, S bằng V nhân T. Và các em nhớ là cái S này là cái chữ S ho, nó lớn lắm. Còn cái chữ V và chữ T là chữ thường nha. Chữ thường nha. Rồi. Thì chúng ta sẽ vận dụng ba công thức này để chúng ta giải bài tập, mà chủ yếu nhất là vẫn là công thức này. Và cái đơn vị của vận tốc thì nó phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và thời gian, có rất là nhiều đơn vị nha các em, rất nhiều đơn vị. Đơn vị mình hay dùng là đơn vị nào ha? Đây, đúng rồi, bạn Khương trả lời một đống luôn. À. Cái này nếu đơn vị là mét và thời gian là giây thì đơn vị vận tốc là mét trên giây, còn cái này là mét trên phút, km trên giờ. Bạn Thành Nhân trả lời đúng rồi, km trên giây nữa, đúng rồi, là cm trên giây. Hai cái đơn vị mình hay dùng nhất đó là đơn vị nào trong năm cái này? Thì hai cái hay dùng nhất là cái mét trên giây và km trên giờ, hay dùng đơn vị vận tốc. Và cái độ lớn của vận tốc thì người ta đo bằng cái tốc kế, như cái tốc kế xe máy này, khi ta chạy nhanh á, cái kim đỏ này nó sẽ chạy lên tới đây. Ở đây tối đa là 140, nhưng mà chạy xe máy 140 là
mau vô bệnh viện, vô nghĩa địa nha. Rồi chúng ta chạy xe máy thì chỉ khoảng khoảng 50-60 thôi. Đó, nhắc nếu mà người lớn chở chúng ta đi nhanh quá, chúng ta nhắc cô bé chạy nhanh dữ rồi. Hơn 60 là thầy con nói 60 là hết thôi, đừng chạy nhiều quá. Đường trống thì chạy đó 7-80, đi Nha Trang 7-80 cũng được, nhưng mà chạy tới 140 là phải chừng vô nghĩa địa Nha Trang rồi. Ok, em không nên chạy nhanh nha. Nếu ta có người thân chở chúng ta thì ta nhắc là thầy nói hướng 60 thôi. À, được rồi. À, chạy đường trống á, còn cái đường ở trong nông thôn thì 3-40 là được. Ừ. Rồi đơn vị vận tốc thì cái này cũng không cần phải ghi đâu các em ha. Chúng ta chỉ cần biết là cái này nè, đơn vị vận tốc nó là mét trên giây và km trên giờ. À, sau nè các em ghi thế này nè, là muốn đổi nhanh từ km trên giờ ra mét trên giây thì ta chia cho 3,6. À, đây là một cái mẹo màu lát thì giải thích tại sao như vậy. À, muốn đổi nhanh từ km trên giờ ra mét trên giây thì mình lấy cái km trên giờ đó mình chia 3,6 lại ra. Ví dụ 72 km trên giờ thì mình sẽ lại bằng là 72 chia cho 3,6 bằng 20 mét trên giây. À, rồi tiếp tục ngược lại thì sao? Muốn đổi nhanh từ mét trên giây ra km trên giờ thì ta lại gì? Nhân cho 3,6. 10 mét trên giây thì bằng 10 nhân 3,6 là 36 mét trên giờ. À, từ cái đơn vị lớn là km trên giờ mà muốn ra cái đơn vị nhỏ hơn là mét trên giây thì mình chia ra cho nó nhỏ ra. Còn từ cái đơn vị nhỏ mà ra đơn vị lớn thì mình nhân thôi. À, giờ nghe giảng chụp màn hình lại lát ghi và Minh Ngọc có ý tưởng rất hay phải không? Giỏi. Cóp lại in ra dán vô vở luôn. À. Ok. Và chúng ta phải có một cái biết một cái kỹ năng nữa là đổi đơn vị, à, đổi đơn vị để chúng ta làm mấy bài tập đổi đơn vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 5. Vận tốc của ô tô là 36 km/h thì cái điều đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Có ai giơ tay trả lời không? Bạn nào biết, à, các em nào nếu mà biết thì chúng ta sẽ nhắn trả lời. Còn bạn nào không biết nè, không biết ý nghĩa của cái 36 km/h hoặc là 10,8 km/h hoặc là 10 m/s này, chúng ta nhắn vô là số 0 là không biết, em không biết, nhắn vô nè. Còn biết thì chúng ta sẽ trả lời đi ha. Vận tốc của ô tô là 36 km/h thì có ý nghĩa là gì? Nghĩa là trong 1 giờ thì ô tô sẽ đi được bao nhiêu cây số kìa. Đó. À, cho biết trong 1 giờ ô tô đi được 36 km. Thông thư rất là giỏi. À, hành nhân cũng vậy. À, trong 1 giờ cái ô tô sẽ đi được 36 km. Trong 1 giờ xe đạp sẽ đi được 10,8 km. Nha. Và trong 1 giây, 1 giây thì cái tàu hỏa sẽ đi được 10 mét. Đó là ý nghĩa của ba con số này. Nha. Thì cái phần này thì chưa có giảng mà thầy hỏi liền thì nó hơi khó với các em rồi. Đúng không? Các bạn nào làm gì giỏi thật sự thì mới biết được ha. Đó, trong 1 giờ ô tô chạy được 36 km. Xe đạp thì chạy được 10,8 km. Và trong 1 giây thì tàu hỏa chạy được 10 mét. Như vậy thì bây giờ trong ba chuyển động nào, chuyển động này cái nào là nhanh? Nhanh nhất. Nhanh nhất. Chuyển động của ô tô và tàu hỏa là nhanh nhất, còn chậm nhất là chuyển động của người đi xe đạp. Bạn Khải trả lời đúng rồi. Ô tô. Bây giờ có hai cái đơn vị khác nhau là mình phải đổi ra mới so sánh được nha. Ở đây đơn vị, hai loại đơn vị là gì? Km trên giờ và mét trên giây.
rồi 36 cái mét/giờ với 10 mét/giây là cái nào lớn hơn? Okay. 36 km/h với 10 mét/giây cái nào lớn hơn? Bạn Minh Huy trả lời là tàu hỏa nhanh nhất là tàu hỏa 36 luôn mà, còn của tàu hỏa 10, 10 sao nhanh hơn 36 mà. Nó chưa cùng đơn vị nha. Rồi 10 mét/giây thì bằng 36 km/h. Phải trả lời đúng rồi. Nếu đổi đơn vị ra thì hai cái này bằng nhau. 36 km/h chính là bằng 10 mét/giây, cho nên ô tô và tàu hỏa là bằng nhau và là nhanh nhất, còn xe đạp thì là chậm nhất. 10 mét/giây là bằng 10 nhân 3,6 bằng 36 mét/giờ. Nó lớn hơn 10,8 mét/giờ. Cho nên là gì? Ô tô, tàu hỏa là nhanh như nhau và nhanh nhất, còn của xe đạp là chậm nhất. À. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Thì ra là vậy, bạn Minh Huy. Ok. Rồi, cái con chụp hình lại đi, à, xong ghi sau cũng được nha. Cái chụp hình cái màn hình lại cũng được. Không phải lừa đâu. Muốn chụp hình á thì chúng ta bấm hai nút, một cái nút power cái điện thoại và cái nút phía nút giảm âm lượng, hai nút cùng một lúc. Đây ví dụ hai nút, em bấm hai nút này nè. Hai nút, nút power, nút power nè, phải nút nút giảm âm lượng, nhớ bấm cùng một lúc đó là cắt và chụp hình. Hoặc là các em lên Google, trên laptop hả? Trên laptop thì dễ hơn nữa, trên laptop các em bấm nút green screen, cái nút green screen á, rồi các em dán vô Word liền, không mà nó mất, dán cho nó vô Word liền, lấy mình chụp hình tiếp theo. Cái nút này là cái nút ngay cái chỗ cái phím laptop hả? Luôn chỗ phím số á, phím insert rồi á. Nút print nè. Print. Nút này. Nút chụp hình trên laptop. Còn hoặc là trên máy tính bàn. Câu số 5 mình ghi vô đó mình lên lớp mình biết trả lời ha. Bạn Khương lăn quá, bạn Khương nhanh quá, bạn Khương xung phong, đây là câu số 6 luôn. Ok. 6. Rồi, Tú em chụp được rồi ha. Thôi nói chung là thầy sẽ chụp cho các em, thầy chia lại lên cái nhóm Zalo cho nha. Ok, vậy đi. Chúng ta khỏi mất thời gian ha. Và các em ghi lại sau. Thầy chụp hết cái slide này lại cho các em. Chắc rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi câu số 6. Gửi email, rồi em nhé email thầy sẽ gửi cho. Một đoàn tàu trong khoảng thời gian thì 1,5 giờ đi được khoảng đường 81 km. Tính vận tốc tàu ra km/h, mét/giây và so sánh vận tốc bằng các đơn vị trên. Thì cái này á thì thầy chưa có giải một bài mẫu nào hết, cho nên là thở bài này thầy sẽ giải mẫu rồi một lát các em sẽ giải sau, hoặc bạn nào xung phong giải bài này rồi thầy sẽ em sẽ chụp cái hình đó gửi qua cho thầy trên giấy đó, em trên tờ giấy á, không có đây là đáp số đâu, giải trên tờ giấy đàng hoàng, giải tờ giấy sau đó là chụp cái hình gửi lên cho các bạn xem luôn nha. Để chúng ta sửa cái bài cho nó đúng. Chứ không chúng ta không có ghi số thì
không có đúng cái phương pháp của giải toán nếu đòi trắc nghiệm thôi. À sao gửi thì chúng ta chụp, chúng ta sẽ gửi bằng cách là chúng ta gửi vào cái Zalo, nhóm Zalo của thầy đó, hoặc là cái bạn Thương có cái Zalo mà không thì chúng ta gửi mail cũng được. Thầy Thương nói giải luôn rồi, ok. Hoặc là chúng ta quay cái cam, à Thương không có cam luôn hả? Còn cách là chúng ta chụp gửi qua Zalo hoặc là email của thầy, xong rồi báo thầy, thầy mở ra xem thử, thầy sửa luôn cái bài đó lên luôn. Lê Minh Huy cũng không có Zalo hay Gmail, vậy vậy thì hôm sau chúng ta cố gắng làm cái Zalo ha, cái Gmail để chúng ta tương tác, và thầy sẽ tìm cách để cho nên em tương tác được, em có thể gửi bài được cho thầy. À bạn Kiên là giải trên Notepad, được được được, nó có hình ảnh là được. Sẽ cho em gửi cái hình ảnh này, cái bài giải của em lên thầy là được. À à, cái này thì là phải là các em giải, sau đó là thầy sẽ sâu từng cái bài để thầy sửa cái lỗi thì các em mới tiến bộ được, chứ không phải thầy cứ chiếu lên các em chứ không có tiến bộ đâu. Phải sửa từng bài vậy đó. À mấy cái dạng toán này nè, chúng ta phải giải nè, TV như thế nào, trình bày bài giải như thế nào. Zalo của thầy ha, Zalo của thầy là số 0985B12635. Trong cái nhóm đó có được, em gửi trong nhóm cũng được, hoặc gửi riêng cho thầy nha. Gửi riêng cái này, gửi ảnh mà em muốn không thấy, bạn khác thấy thì em gửi riêng ra, gửi riêng cái số Zalo cho thầy. Chụp rồi không biết gửi, bạn Khương không biết gửi. À Khương ơi, con dùng máy tính không hay là điện thoại? Mail thầy là gì? Ok, mail thầy Trần Thọ Lý Tin còn gmail.com. Rồi ok, chị Phương gửi mail thầy đi. Rồi xong ha, bạn Cương gửi lại được không? Chích mail, ok ok. Bằng chứng B. À rồi, bạn một bạn đã gửi đây. Rồi chúng ta cùng tham khảo bài của bạn Duy Khương nha.
Rồi, các em thấy hết chưa? Ok, em thấy hết bài của bạn Duy Khương chưa nè? Thì chúng ta sẽ sửa bài bạn Duy Khương nha. Mờ lắm thầy hả? Mờ hả? Rồi thầy sẽ zoom zoom nó to lên tí. Được chưa, chữ xấu hả? Không quan trọng con trai mà. Chữ xấu không quan trọng, hợp lý thì không có quan trọng chữ xấu chữ đẹp. Nhưng mà vận tốc của đoàn tàu là V bằng S chia T, 81 chia 1.5 bằng 54 km/h. À, ở đây em Khương thế này nè, thứ nhất là em không có ghi ở đây là km trên giờ, thì ở đây em phải đóng ngoặc lại nha, đóng ngoặc cái đơn vị này lại, được chưa? Rồi sau đó bạn đổi đơn vị ra, đổi đơn vị, vì một km trên giờ bằng 0.28 m/s nên 54 km/h thì bằng bao nhiêu? X bằng 54 × 0.8. rồi đây, cái phần này chúng ta không cần trình bày đâu, không cần thiết, mà chúng ta sẽ làm như thế này. Cái này đổi đơn vị à, cái này là không có đúng với cái yêu cầu của bài đâu, là chúng ta sẽ đổi từng đơn vị rồi chúng ta tính, nghĩa là các em phải đổi 81 km bằng bao nhiêu mét, rồi 1.5 giờ bằng bao nhiêu giây, rồi mình lấy hai cái đó mình chia cho nhau, được chưa? Hoặc là cái thứ hai là mình ghi cái, hồi nãy thầy nói là 54 km/h thì sẽ bằng 54 chia cho 36 á, hạn như vậy là sẽ ra là 10 m/s. Bạn Thương là làm đúng rồi đó, đáp số đúng luôn, nhưng mà cái cách trình bày thì có một số phần nó bị thừa và nó thiếu đây, được chưa? À, chúng ta đổi thì chúng ta đổi ngoài giấy cũng được, hoặc là chúng ta đổi trong này, nhưng mà chúng ta đổi từng đơn vị. Ví dụ như là các em ghi là 81 km thì bằng bao nhiêu mét, 1.5 giờ thì bằng bao nhiêu giây, rồi chúng ta lấy hai số đó ta chia nhau ha. Rồi chúng ta xem cái bài giải này ha. Bạn Thư gửi trên Zalo à, rồi một bạn gửi trên Zalo, thầy sẽ lấy bài trên Zalo để thầy sửa tiếp à. Xem bài bạn Thư nha. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ xem bài của bạn Thư. Hello. Mày hơi khó rồi, hai bạn mày tải về. Chà, cái này nó bị rồi, quay lại. Rồi đây bài của bạn Thư. Rồi ok, nghe thấy rõ bài bạn Thư chưa? Vận tốc của tàu tính ra km trên giờ là V bằng S chia T bằng 81/1.5 bằng 54 km/h. Ok, cũng đúng, rất là tốt rồi này. Đóng ngọt thì lại để chắc ăn à. Tuy nhiên cái này là đáng lẽ là thầy cô không trừ điểm đâu, nhưng mà chúng ta nên đóng ngọt. Còn nếu các em không đóng ngọt thì các em ghi ở đây là 81 km/1.5 giờ nha. Rồi xuống, vận tốc của tàu tính ra mét trên giây là 54 km/h bằng 54 chia 36 bằng 1.5 mét trên giây.
là máy trên dây. Rồi ok, như vậy thì đây là tính như thế này. Đó, cũng được ha. Thiếu cái chỗ là ta đổi ra từ đơn vị để chia ra xong mình ta tính thôi, nhưng mà cái này chúng ta đã học cách tính đổi đơn vị là cho phép là làm gì luôn. Ok. Rồi. Còn ai gửi nữa không? Không gọi luôn, không ngọt luôn. Em siêu đơn giản. Rồi ok, đúng rồi. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ xem cái bài trình bày như thế nào nha. Rồi, ở đây hai bạn đều làm rất là ngắn gọn, nghĩa là không có phần tóm tắt. Nhưng mà từ đây về sau, các em phải tóm tắt. Cho dù cái bài nó đơn giản, mình cũng phải làm tóm tắt nha. Cái phần tóm tắt thì người ta không có chấm điểm, nhưng mà để tập cho các em một cái thói quen, chúng ta tóm tắt bài, chúng ta làm được nó ít cái bị sai sót. À. Và nó có luôn cái phần đổi đơn vị mình trong đó luôn, cũng được. À, nên tóm tắt đi 1.5 giờ. S 81 km. Rồi tính ra, tính V ra cái mét trên giờ và mét trên giây. Tóm tắt này. Còn bên này là giải và so sánh số đo ha. Vận tốc của tàu. Đây dấu xẹt này, cái là chia cho các em. Con bo bon này đây làm cái chia cái nó phức tạp hơn, nó phải làm cho nhanh. Rồi đổi ra nè, coi như là mình làm cho nó bài bản á. Còn rồi lấy cái số này chia cho cái này, 15. Còn khi mình học lại thì nói rồi nhanh, cách nhanh á, chúng ta chỉ còn gì, 54 km/h là bằng 54 chia 3.6 là ra 15 m/s. Bạn Khương hồi nãy dùng cái 0.28 cũng được nha, cũng được, cái telephone nó cũng được. Sơ 7, bạn Khương cũng xung phong liền. Rồi, sơ 7. Một người đi xe đạp trong 40 phút, vận tốc 12 km/h. Họ quét được đi được bao nhiêu km? Con làm sao vỡ. Sơ 7, sơ 8 em luôn. Rồi, cái câu này tính như thế nào? Ha? Gửi chưa? Thì gửi thì sửa luôn nè. Rồi, thầy sẽ lấy luôn, sửa luôn. Từ thầy đấy em làm. Ê, cái con cứ làm đi, cứ làm đi. Cái cam thầy to mà hình bài học mà nhỏ gì thầy hả? Do các em chỉnh cái điện thoại của mình á. Đây cái điện thoại của thầy chỉnh như thế này nè. Thu nhỏ cái cam thầy lại. Thấy không? Thầy tắt cái video tí nè. Bài học nè. Chưa? Rồi các bạn, anh Khải, Trần Nguyễn này gửi qua Zalo rồi. Rồi thầy sẽ mở xem Zalo.
À, bạn Moonlight rồi, ok. Con Khải à. Thế nãy giờ bạn Khải gửi thầy đây. Rồi sơ 7, sơ 8, sơ 8. Ok. Đây, mời các em tham khảo bài của bạn Khải. Thì mail của thầy là Trần Thọ Lý Tin nha. Bạn Khải giải như vậy đúng các em. Cần bổ sung cái sửa gì đây nè. À, bài này đúng rồi. À, đúng chưa? Em thấy bài này như thế nào? Có thiếu cái gì hay không? Xin bài bạn Khải đi, chúng ta xin bài bạn Khải đi ha. Chữ đẹp. Bạn Sơn Thư nhắn là chữ đẹp, đúng rồi, trai cái chữ đẹp đó. Cái này thì mình cần cái bạn này giải là đúng rồi, à, không có tóm tắt. Rồi bài này ngắn gọn thì không cần tóm tắt cũng được ha. Những cái bài ngắn gọn quá chúng ta không cần tóm tắt thì cũng được, nhưng chúng ta nên thế này nè. Ở đây là chúng ta thiếu, đó là thiếu cái gì? Cho các em nói cho thầy. Chúng ta chính vì các em không tóm tắt á, cho nên là mình bị thiếu cái này nè. Đây nè, không thiếu là ghi nè, t bằng à, t bằng 40 phút bằng 2 phần b giờ. Cho nên vậy quãng đường đó thì được là s bằng v nhân t. À, thì mới là 12 nhân 2 phần 3 và bằng 8. Ở đây bạn Khải thông minh ở chỗ là bạn Khải không có tính cái số này ra. Yeah. Chúng ta không cần phải tính cái phân số này ra tại vì nó ra số lẻ. Ví dụ nếu chúng ta tính ở đây là 0,66666 mà chúng ta lấy cái số lẻ đó mà chúng ta nhân ở dưới đây 12 nhân 0,66666 á, thì nó lại ra con số rất là dễ nữa, lẻ nữa. Nên mình đỡ 2 phần 3 nhân vào đây 12 chia cho 3 được 4, 4 nhân 2 bằng 8 km là chính xác nha. Yeah. Là hoàn toàn chính xác. À, như vậy là chúc mừng bạn Khải vừa có chữ đẹp mà vừa giải chính xác nữa nha. Rồi, chúc mừng. Bạn Khương cũng giải sơ 8 luôn rồi nè, sơ 7, sơ 8 em nhắn rồi. À, ok. Sơ 8 cũng giải luôn rồi ha. Sơ 8. Sơ 8 lấy cái bài bạn Phương ha. Còn ai gửi cho thầy sơ 8 nữa không? Để thầy lấy ra. Gmail nhân Khương, Gmail không phải là Gmail là gì, nhắc bấm lộn á. Tất cả đều thế giới là dùng chung là Gmail hết chứ không có Gmail. Bạn Thảo Trang, rồi chờ bạn Thảo Trang. Em gửi sơ 8 rồi, để Thảo Trang thầy sửa bài bài cho bạn Thảo Trang. Thì thầy nhắn lộn, bấm lộn.
Bạn Thông Thư đỡ, đỡ mấy bạn làm nó đi, con đã làm rồi. Nói chung là mình đã làm một bài rồi thì giờ nhường cho bạn khác, để bạn khác sâu bài bạn khác lên ha. Rồi, Thảo Trang cho thầy sẽ lấy bài Thảo Trang nha. Thảo Trang sẽ gửi qua Zalo hả? Hôm sau thầy sẽ có cái ứng dụng Classphone để cho em gửi bài nhanh hơn, khỏe hơn. Mà hôm nay thầy cài miết không được cái Classphone đó. Classphone đó thì nó rất là hay, nhưng mà thầy cài miết mà sao nó không vào Bobon. Cho nên là thầy sẽ cố gắng làm mấy ngày nữa để được không. Rồi, Thảo Trang đã gửi bài rồi. Ok, thầy sẽ mở bài Thảo Trang lên. Xoay screen luôn đó. Nhanh. Ok, số 7. À, Thảo Trang gửi câu số 8 hay chưa? Câu số 7 đây, câu số 7 rồi mà sửa rồi. Rồi thầy sẽ mở cái mail thử bạn nha. Thầy thương mình gửi bài nào nè. Không biết đúng không? À, Thảo Trang đang làm số 8. Rồi, đây là câu số 8 của bạn Khương. Vừa bằng 4 km/h, D bằng 30 phút, bằng 30 chia 60, bằng 1 phần 2 giờ. Các em thấy bài chưa? Rồi, S bằng dấu hỏi. Rất tốt, phần cho biết tính tắt nhà bài rất tốt, nha các em. Đúng rồi, rất tốt. Giải. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc của người đi bộ là, của người đó là cũng được, mình bộ là cũng được. Rồi, S bằng V nhân T, 4 nhân 1 phần 2, 2 km, phải S bằng 2 km. Ok, rất tốt, 10 điểm ha. Rồi, chỉ có thiếu một hay thôi nhưng không có quan trọng lắm. À, ok. Rồi, như vậy thì bạn Khương rất là tốt. À. Rồi bạn Trang đã gửi rồi, thầy coi thử bạn Trang gửi như thế nào. Số 8 đây. Ok. Đây coi thử bài bạn Trang nha. Tự
nhiên con bị ao. À con bị ao, con quay lại con. À đúng rồi, nãy có bạn cũng bị ao rồi mà vào lại. Rồi bài này các em thấy rõ chưa nào? 30 phút bằng 0,5 giờ. Rồi 0,5 khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc. Quãng đường ở đó đi trong 0,5 giờ, quãng đường ở đó đi là ô dài lắm. Câu này dài lắm nha Thảo Trang. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc bằng quãng đường mà người đó đi trong 0,5 giờ. Quãng đường người đó đi là không cần ghi gì thứ hai á, không cần ghi gì thế này nè, khoảng cái ngắn gọn thôi, cái này dài quá, dài. À, dài. Chưa? Yeah. Rồi cái này lại thiếu gì nữa? Hãy thầy nói rồi, thiếu gì? À không có tóm tắt gì hết, mình phải ghi tơ bằng vô. Tơ bằng. Chưa? Yeah. Quãng đường người đó đi là S bằng V nhân T 40,5 rồi, 2 km, đúng rồi. Cái bài thứ nhất là mình ghi cái lời giải này nó dài quá. Thứ hai là thiếu chỗ này. Nhưng cái bài này như bài là cũng đúng, à chính xác. Áp dụng công thức S bằng V nhân T tính chính xác. À chúng ta chuẩn bị nghỉ rồi nha. Có gì còn 2 tiếng đồng hồ luôn rồi. Sau đó chúng ta mai chúng ta xin thầy sẽ giao bài tập cho các em về nhà làm. Rồi hôm sau chúng ta sẽ sửa bài tập tiếp nha. Bây giờ các em sẽ ghi vào các bài tập mà mình về nhà làm nha. Các bài tập. À, các bài tập về nhà làm. À, cái đây là những bài sau. Cái thứ nhất các em sẽ về nhà làm cho thầy bài 1, 2.1, 2.3, 2.4 và 2.5. À, 21, 23, 24, 25 thôi, chỉ như đó thôi. Chưa? Yeah. À, khi nào học tiếp thì chúng ta sẽ học vào 15 giờ chiều thứ hai nha. 15 giờ chiều thứ hai. Và cái video này thầy sẽ đưa lên cái kênh của thầy, thầy Thọ Sơ Hai đó. Các em sẽ lên đây xem và thầy gửi cho các em cái link để chúng ta làm trắc nghiệm nè. Làm trắc nghiệm sau cái bài này. À, để chúng ta xem thử chúng ta nắm bài tới đâu. Đó. Đâu rồi, thầy gửi link qua cho nha. À bài tập bài mấy hả? Rồi, bài tập về nhà. Thầy nhắn tin luôn. 1 3 4 5 có nghĩa là 2.1 2.3, 2.4, 2.5. Chưa? Và test trắc nghiệm. Cho các em muốn test lúc nào test. Test để cho làm cho anh ta làm một lần mà không được 5 điểm thì cho anh ta làm lại, tổng cộng làm 3 lần thôi. Bạn nào điểm cao nhất sẽ được thầy xưng tên ở trong buổi học tiếp theo nha. Trắc nghiệm thầy sẽ gửi link cho, đây link trắc nghiệm của thầy là bài 2, thầy lấy ra. Rồi link trắc nghiệm gửi Zalo và gửi ấy luôn, link bài trắc nghiệm gửi ở đây và gửi Zalo luôn nha. Gửi Zalo tiếp, giờ gửi Zalo nha. Rồi Zalo. Rồi thầy đã gửi link Zalo và link trên cái Zoom này. Các em về nhà các em có cái phần ghi bản luôn, trong cái link đó có phần ghi bản nữa luôn. À, chúng ta sẽ làm và tới ngày thứ hai trước cái giờ học thì thầy sẽ
xem thử cái kết quả làm điểm của các em ở bài trắc nghiệm như thế nào. Rồi xong bạn nào làm bài tập về nhà thì chúng ta hãy nhắn tin và gửi Zalo cho thầy. Thầy xem thử thầy sẽ chỉnh sửa gì hay không nha. Và thầy sẽ lấy một số bài cho thầy show cho các bạn thấy. Dạ. Bây giờ là tới gần 5 giờ rồi thì chúng ta chuẩn bị nghỉ ha. Các bạn nào có ý kiến gì nữa không? Gmail được không thầy? Rồi bạn Phương có ý kiến gì con? Bạn nào muốn thầy gửi Gmail hay sao? Muốn thầy gửi Gmail thì em nhé Gmail cho thầy đi là thầy gửi lại. Lơ Minh Huy là con không biết gửi. Thôi bây giờ Minh Huy cái nghiên cứu là mà cái điện thoại với lại cái Zalo. Mình phải làm được cái Zalo nha. Hãy subscribe cho kênh của con và kênh mẹ con. Ok rồi. Rồi bạn Kiên, bạn Huy Lê. Có nghĩa là cái email của thầy á là Trần Thọ Lý Tin nha, Trần Thọ Lý Tin @gmail.com. Bạn nào muốn thầy gửi mail gì đó cho thì hãy nhé qua email của thầy để thầy gửi cho. Dạ. Yeah. Rồi.